Magic shot! Connecting. Magic Archer gets another shot! Martin trying to get Graveyard on tower! Poison gets down! 784! 1 HP! 1 HP! Oh my god! Oh my god! Surgical Goblin does it! Xin hỏi yêu em mãi là những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng. Hi, hello, how are you? Everything, everybody, hello, xin chào. Xin chào anh em. Cuối năm ít việc quá nên làm rất nhiều thời gian rảnh. Xin chào mọi người. Sparky rồi, khó. Hello, đây mình biết yêu cha. Hello, welcome back my channel. Need lock. Nice. Hi bro, yeah, hi bro. Give me a like, share video. Thank you so much. It's a long, long time no see. Welcome back my channel. And Hero Channel still alive. Mini Pekka Wizards, how are you doing? Good. Không biết nó bị tên màu xanh ạ, làm lại được rồi. Không biết, mình chả biết nữa, lâu lâu nó lag kiểu gì ấy. Mình không hiểu về vấn đề tên màu xanh này. Nhiều khi mình thấy nó hơi bị lag game thì nó tự nhiên nó thể chuyển màu xanh này. Give me a like, share video, thank you so much. Give me a like, support Jason. Ah, Jason, we have he has a new code, Supercell ID. Please check on his Twitter. Please support Tornado, nicer, good. And Hawk lock, you need a lock? No way. One hit hop? No. Wow, nice lap. Đây là nice lap. Hit sub fast. Nice defense. Ha, fail, Tornado fail. Ha ha ha. Yeah, lock. Make video about Lemon Tea. Yeah, of course. Please turn on notification. Please turn on the ring on the left. On the book. Happy Noob online. Let me check. I will upload on Tali channel and M Hero channel. On way. I have a good news. My channel, M Hero channel, come back. So I will upload video every day on M Hero channel and Tali channel. Very very nice defense. Good luck. I need a fireball. Jeez, nicer. This is hip life. Very very good. With hot, it looks like a bit of a hot cycle. So right now, okay, yee. I think today we will try go to Ultimate Champion. Okay, this time for cycle spell. The first 1, 2, 3, 4, 5. Done. Good. Okay, let me check Jason. Hey, Jason. Oh, Jason, get Lemon Tea.
This is Vietnam lemon tea. This is Vietnam lemon tea. How do you feel? Làm gì còn bao nhiêu nữa trời ơi. Lương người ta mấy chục triệu, mình 6 triệu bạc làm ăn gì. Can you see lemon tea after? Yeah. Right now, yeah. So I think on my live stream delay over 20 seconds. 20 seconds. I think. Hello Tú. Mua xe chưa? Giá dạo này hơi cao nhỉ. Nhưng mà mình thấy, thấy là con 2020 nếu mà mình có tiền mình cũng được. Nhưng thực ra nếu mà 2020 mà có màu đen mờ mình cũng rất thích. No way, Fireball Cycle. Spell Cycle. Give me a like, share video. Trận căng cực luôn. Trận của các gọi là idol hiện tại. Nhưng mà thực ra mình thấy là trận này khá khó đánh bởi vì là Let Hawk Cycle luôn thua Expo. Rồi, good game, good game, good game. Yes, what I'll be interesting. But, you know, own way. The own way. Expo better, better than Hawk Cycle. You know. Hello, it's cool. No, no, no. Fireball coming. Lock, you need a lock? No. Hello. Em để sang năm rồi à? Ui, sang năm rồi. Ra mình thấy là Tết mà mua cũng được, nhưng mà Tết mà đội giá mình nhanh quá. Lên cao. Pepsi Boy, hello. Ok, GG. Good game, good game. This is very good, but on this meta, this season. Không, anh nghĩ cứ có tiền, cứ 2020 mà mua. 2019 nó không bằng đâu. Mà giờ còn cao hơn mấy 5-6 triệu thôi, nhưng mà thời đó nó ngon hơn nhiều. Ngon hơn nhiều với lại CBS. Xấu thực ra nó kiểu là nữ tính hơn đúng không? Mọi người cảm giác như kiểu nữ tính hơn đúng không? Mình cũng thấy nó cũng vậy. Hả? Free win. Hey. No, no free win. I think last game. Đang bàn vụ gì đấy à? Mọi người đang bàn để mua xe mới mà. TNT sometime nhá. Hello, sáng nay mới thi kết thúc môn sợ nợ à? Đúng, xe nào cũng đẹp. Và mỗi cái xe có một cái nét đẹp riêng. Nhưng không có tiền. No, 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 no. Big mistake. Wait, be careful. When you... How to defend this? How to defend? Boy, defend tốt nhỉ? Hello bro, Fatka. Sáng nay thì cái học thêm 1 rồi. Đây ngay mà chuẩn bị nghỉ Tết rồi nữa. Đâu, mấy ông này đang bình luận về xe máy SH. Anh em cùng chung tín hướng là SH. Hawk Rider. Được. Anh em mà chuẩn bị nợ cái đóng 1 triệu bạc á. Can I see your clan? Yeah, okay. After much up. Thank for subscribe, new subscriber today. Give me a like, share video. Anh em có muốn ngày mai mình live stream không? À hồi đó có, mình có một what to drink cheese gì nhỉ? Chanh là lemon cheese. Tea lemon cheese. Hey yo. Hôm nay tiêu hoang rồi. À hồi đó ngày xưa là mình nợ một môn, đó là môn gì nhỉ? Mình học đến môn
Mình trượt đúng một môn nhưng mình quên mất đó là môn gì rồi. Được 3.9 thì sao? Spec Expo Cycle kìa. Ok, để ngày mai mình sẽ live stream tiếp. Mình sẽ về sớm và live stream tầm này. Tại vì mình sẽ về 9 giờ. Sir, please get me a giant balloon deck. If you want a giant balloon deck, so I think you play giant double minions. No. Giant magic archer, hunter. Đang tính làm cái iPad. Thực ra mình thấy là mua điện thoại nó sẽ hợp lý hơn dùng iPad. Nếu mà có điều kiện thì dùng... Mình nghĩ là mua iPad Pro. Listen! Oh, Bippo! Happy Noob here! Happy Noob here! Good matchup! Giant 3 Spell Balloon, Minion Horse, Monkey Ride, Magic Archer, Include, Giant Balloon. I think... Oh, Viper, please stop chatting, Glenn. No, sorry, I forget. Okay, right now we have Zixon vs Happy Noob, yeah. And Viper. Very, very good matchup. A Fireball Cycle. Còn gỗ không? Để mình check lại ra, tại vì là lâu lắm mình không xem. Hôm trước là có một ông xe cho một tơ rồi, không biết là đã nhận được cây nào hơn không. Hôm nay mình nhớ là mình không nhận được cây nào. Very good matchup. Jason vs Happy Loop. Okay, please go to chain setting and evaluate. Woo! Very nice defense and you need a more good defense. I'm so excited when I'm seeing this matchup. Rồi anh bật rồi. Chuyện. Anh là người tốt mà lại. Hôm nay không đi chơi à? Anh Nghiền vừa thấy chụp rồi à? Vừa thấy up ảnh trên Facebook xong. Lấy công ty chán quá ngồi chán. Ai quá em biết mà buồn. Lại bù được. Nói chung là tháng này cũng là ổn. Đỡ. What's the people? Okay, let me ask him. Because he puts all the account. I got the all the account. Không đi làm mà đòi ăn. Ok, GG. Well played. Em không biết được mở 4 à. Thôi anh cố cơ lực cơ bản chắc là 6 chuyện kỳ. Chắc chắn luôn. So excited. Good defense. Anh cũng vậy mà. Thực ra đợt này ít việc á, đây là anh em lock ít rồi. Ví dụ lock bao nhiêu là bấy nhiêu rồi. Không ngồi đến hết từ 6 tiếng, 10 tiếng 6, đâu, 6 tiếng, 8 tiếng mà các ông là bị utilization thấp á. Nên là mọi người anh là falling, the falling, 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 falling. I'm falling. Oh, quick. Am I quick? I think it's a golem. Bật đi đi vừa đi là bay kênh em ơi. Let's go.
Nào, minor lắm á. Minor lắm á. Good. Good defense. Mất còn qua cơm mà. Đã đủ chuẩn luôn. Mời anh em cẩn thận. Cái lần lần trước tại vì là anh react một vài clip, hơn nữa là anh còn stream các cái giải đấu mà nhiều kênh nó stream á, vì vậy là nó bị tắt, nó bị không duyệt lại. Chứ nếu mà lần trước mà tỉnh hơn một chút thì nó sẽ duyệt lại vào hồi tháng 9 rồi. Mặc dù xong rồi đợi mãi đến tháng 11, cuối cùng tháng 12 bắt đầu duyệt lại, mất 3 tháng. Mấy tháng mà duyệt dẹo. Ok, right now we have Hot Cycle vs Lava Miner. Yeah, happy New Year, yeah, really? Very soon, we have the over. No, let me check. 11 days. How days over? I think the last I think Bomb Tower, maybe. Falling, falling. Falling. And the fireball coming. Fireball coming. Nicer. Tin chắc có bạn nữa đấy. Ai đấy? Tell me why I'm falling. It's super hot, hot coming. No, no. I think the last not bomb tower, barbarians. Yes, hot coming, yeah. The fireball coming for you. Fireball, he needs fireball. Good. What? The last. Starting to fall. And I will. Would be fine. Congratulations, Jason. Everybody. Kính chào các bạn nữ nào 16 tuổi không? Gần như là không có. Everybody, congratulations, Jason. You should up highlight on your channel, Jason. You should up highlight on Jason channel. So, congratulations. Ông biết bài Jack hay mở mấy video trên Jack Úc không? Mấy bài nữa mình không biết. Jason OP. Congratulations, congratulations Jason. À. Read. New York. I speak. Yeah, I know. I know on the bus soon got. Yeah, okay. Please greet us sooner. Well, where are you from? Vietnam. Do you know my country? My country from South Asia. Not easy. Okay, let me check the music. That's my favorite song. SKP. Hi, my friend from Tamil Nadu. This is my favorite song. My bad, no way, no! Happy, oh, mistake, easy. No, yeah.